Trường đua Phú Thọ được người Pháp xây dựng năm 1932 tại Sài Gòn, từng là trường đua ngựa lớn nhất dị châu Á thời bấy giờ. Trong tác phẩm Ở Theo Thời, viết năm 1935, nhà văn Hồ Biểu Chánh đã miêu tả rất rõ cảnh nhộn nhịp xem đua ngựa ở trường đua nổi tiếng này. Khi ra gần tới trường đua thì gặp xe hơi, xe ngựa, xe máy dọc đường. Rồi tới cửa thì thấy thiên hạ chen nhau mua giấy mà vô nườm nượp. Trong số người đi coi ở đây, phần đông là người An Nam. Thế mới hiểu, thú đua ngựa ở Sài Gòn vốn chẳng phải mới như nhiều người vẫn nghĩ. Sau năm 1975, thời thế thay đổi, trường đua bị đóng cửa. Hơn 80 năm ra đời, trường đua một thời quá khứ lừng lẫy, giờ chỉ còn lại trong ký ức của người Sài Gòn xưa. Đó là câu chuyện của quá khứ, còn Sài Gòn ngày nay vẫn có những góc nhỏ dành cho bộ môn cưỡi ngựa vô cùng thú vị. Hãy cùng khám phá một chút về bộ môn quý tộc trên thế giới này nha! Nằm tại địa chỉ 164 Thanh Đa, Long Trường, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn Pony Club đã trở thành địa điểm quen thuộc của người yêu ngựa và say mê môn cưỡi ngựa thể thao. Và thật may mắn khi hai nhân vật trải nghiệm của chúng ta ngày hôm nay được thăm trực tiếp chuồng đua ngựa. Mặc dù không phải lần đầu tiên được tiếp xúc với những chú ngựa, tuy nhiên đứng trước những chú ngựa này thì cảm giác cũng vô cùng đặc biệt. Anh Bơm ơi, anh thấy con ngựa sao nè? Sao mà nó cứ bu bu vô mình ha? Có vẻ là nó thích mình á. Mà anh ơi, em thấy mấy ngựa này thân thiện quá đúng không? Ừ, quá thân thiện luôn á. Vậy là bình thường á là anh chưa có đi cưỡi ngựa bao giờ đúng không? Có lên Đà Lạt rồi thì ngồi chờ nó chở đi vòng vòng thôi à. Mà nhắc tới cưỡi ngựa là Thảo nhớ hồi xưa ở Sài Gòn của mình á là có một cái trường đua ngựa rất là nổi tiếng đúng không? Đúng rồi, trường đua Phú Thọ. Hồi xưa mà lúc hồi anh còn nhỏ, ba anh hay chở tại nhà anh ở gần khu đó. Sẽ thấy những cái chú mà dẫn những con ngựa thì là cao rồi. Và con ngựa thì ngựa đua thì chắc chắn là nó cao lắm. Kiểu như là ngựa chiến đúng không? Nó vậy đó. Khác nhiều lắm, mấy con kia nhìn nó cơ bắp mà nó, tại nó phải chạy mà. Biết đâu mấy bạn này đang trong thời gian tập luyện lại hăng hơn sao đúng không? Lấy nữa mình cưỡi thử mình biết. Ok. Anh cũng đang rất muốn cưỡi thử. Vậy thôi mình đi lại mấy bạn kia nha. Đi. Từ cổng đi vào là sân tập dành cho các bạn học viên mới. Chúng ta dễ dàng cảm nhận thấy tiếng vó ngựa rộn ràng, tiếng hô nhịp nhàng của huấn luyện viên và tiếng cười nói của những phụ huynh đang đứng bên ngoài theo dõi con em mình tập luyện. Dạ, em chào chị. Em thấy mình đến đây đưa bé đến tập cưỡi ngựa đúng không chị? Ra thì nó đến từ cái sở thích của chị trước là chị thích cưỡi ngựa. Nhưng mà xong rồi học cưỡi ngựa nó làm chị đau lưng nên là chị để cho con chị học thôi. Và nó bé nó cũng rất là thích học cưỡi ngựa là giúp cho bé nó bình tĩnh trở lại. Tại vì con chị nó khá là mất tập trung do nó hiếu động lắm. Thì cuối tuần hai mẹ con đến đây học cưỡi ngựa thì cảm giác của mình nó sẽ được thư giãn như thế nào ấy? Nó rất là thoải mái. Quận Bình Thạnh mà qua quận 9 thì giống như là từ thành phố đi về quê khung cảnh cũng toàn là cây cỏ và động vật á, thì nó làm cho mình rất là thư giãn. Với lại cái thứ hai là khi mà em ngồi lên con ngựa thì em phải hoàn toàn tập trung vào con ngựa và lúc đó thì những cái mệt hay là những cái làm em phân tâm xung quanh nó sẽ biến mất hết. Tuy số lượng sân tập và câu lạc bộ huấn luyện ngựa như thế này còn khá ít, thế nhưng cưỡi ngựa đang dần quay trở lại là một bộ môn thể thao được yêu thích tại thành phố Hồ Chí Minh. Tại Sài Gòn Pony Club hiện có khoảng 100 học viên theo học với đủ lứa tuổi khác nhau. Theo đó, 90% là người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Em thấy rất ổn khi tập cưỡi ngựa, nó giúp mình tập trung và rất vui nữa. Ở đây, em được tập với nhiều chú ngựa, hôm nay thì em tập với Vajima. Bữa trước thì con có coi phim Mộc Lan thật á cô, là người đóng thì con thấy cái cô diễn viên á thì cô cưỡi ngựa nhìn đẹp nên là con cũng thấy là con rất là yêu ngựa, tại vì con ngựa khá là dễ thương. Với bộ môn cưỡi ngựa, bạn phải tự làm mọi thứ một mình, thậm chí là bạn cũng phải hiểu chú ngựa đang làm gì với những tình huống khác nhau. Các
học viên được huấn luyện viên người Pháp là ông Amari Leland cùng các đồng nghiệp trực tiếp giảng dạy. Câu lạc bộ này ra đời cách đây 17 năm và được ông mua lại để tu sửa thêm hoạt động. Xin cho em hỏi là sự khác nhau giữa con pony và một cái con ngựa kia nó như thế nào? Pony luôn nhỏ hơn ngựa. Đo chiều cao của pony tức là chân trước từ móng đến vai, dưới 1m48 là pony và trên 1m49 là ngựa. À, cái việc mà chúng ta chăm sóc những cái chú ngựa ở đây á, thì có khác cái việc mà chăm sóc những cái chú ngựa ở quốc gia của Hàn như thế nào ạ? Ở Việt Nam có rất ít giống pony và ngựa và không có quá nhiều cỏ cho chúng ăn. Tại Sài Gòn Pony Club, pony được cho ăn loại cỏ dành cho voi mà chúng tôi đặt mua từ thảo cầm viên. Mỗi ngày cần đến 200 kg cỏ. Thấy là cái trường ngựa của chúng ta có rất là nhiều các bạn học viên là các bạn nhỏ, thì không biết là khi hướng dẫn các bạn thì thầy đã truyền cái niềm yêu thích của mình với bộ môn này cho các bạn nhỏ bằng cách nào ạ? Đầu tiên, để truyền niềm say mê cưỡi ngựa cho các bé và cả người lớn, cần phải nuôi dưỡng niềm say mê ở chính bản thân. Tôi có cơ hội được sinh ra và lớn lên ở một nông trại pony tại Pháp, và tôi rất đam mê bộ môn cưỡi ngựa này. Đây là bộ môn khó, đòi hỏi kỷ luật và cũng đòi hỏi sự khiêm tốn và trung thành. Ở đây cũng có các cuộc thi ở các hạng mục, cho ngựa nhảy qua chướng ngại vật hoặc biểu diễn diễu hành. Điều này cũng khuyến khích các bé yêu thích bộ môn thể thao này. Và bây giờ cũng đã tới giờ học rồi. Chúng ta hãy cùng xem những bạn ngựa như thế này sẽ tương tác như thế nào với các em nhỏ nha. Phong thái tự tin của những chiến binh nhỏ tuổi thật tuyệt vời. Vậy với hai nhân vật trải nghiệm chưa bao giờ huấn luyện với ngựa, thì thử thách cưỡi ngựa này sẽ diễn ra như thế nào? Trước khi cưỡi ngựa, thì việc đầu tiên cần làm là dắt được chúng cái đã. Với công việc này, Thu Thảo đã làm khá tốt. Với sự hướng dẫn của huấn luyện viên, Thu Thảo và Bơm đã bắt đầu di chuyển với chú ngựa của mình. Vì là lần đầu tiên nên Thu Thảo và Bơm cảm thấy khá lo lắng. Tuy nhiên khi đã quen rồi thì vô cùng thích thú với trải nghiệm này. Anh Bơm này, sau khi mà trải nghiệm cảm giác ngồi trên lưng ngựa rồi á, thì cảm xúc anh như thế nào ha? Rất là phê nha. từng. Mới đầu thì hơi sợ, tại trước giờ anh thích ngựa rồi mà cảm giác mình coi phim mình thấy người ta cưỡi ngựa ngầu đồ mình cũng khoái. Còn với Thảo thì Thảo thấy thật sự là rất là thích luôn, cảm giác giống như là mình đang được cưỡi một chú ngựa ở trên một cái cao nguyên mini thu nhỏ vậy á. Với lại lâu ngày mình ngồi trên xe máy hay nói là ngựa sắt á, thì hôm nay được ngồi trên ngựa thật thì thật sự là cảm giác nó thật và nó lưng lưng hơn rất là nhiều. Nếu một hôm nào đó mà các bạn rảnh rỗi cuối tuần thì hãy rủ những người bạn thân thiết của mình giống như Thảo và anh Bơm đây, đến đây chúng ta thử cảm giác ngồi trên lưng ngựa và biết đâu chúng ta sẽ tìm được một cái sự yêu thích với bộ môn này thì sao, đúng không ạ? Còn đến đây thì Thu Thảo cũng như anh Bơm xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong số phát sóng tiếp theo của Góc Nhỏ Sài Gòn vào lúc 19:50 thứ bảy hàng tuần trên kênh VTV9 quý vị nha. Bye bye.